Năm nay cùng một cái chủ đất mà cậu chính chiến là ổng một bên tay trái là cái tay, còn bên tay phải là kéo hàng các bạn. Tương đối thì đất của cậu chính chiến ổng cấy với mật độ dày hơn so với cái miếng đất hồi nãy các bạn. Miếng đất mình vừa quay thì tương đối nó hơi thừa hơn đất này của cậu chính chiến. Và cặp ganh kế bên kia thì cũng cấy tay luôn các bạn, thì cũng của thằng em. Thì năm nay đối với cái giống lúa của em 18 thì mình làm bao tiêu tới 20 hectare các bạn, thì đối với cái giá thì là mình chốt đơn là 7.300 đồng một ký lúa tư tại ruộng nha các bạn. Là mình tương đối là kêu là mình dự đoán trước luôn thì mình mua cái giá đó luôn. Mình kiểu là cũng hên xui đó các bạn. Thì mình làm trong cái vấn đề kinh doanh thì mình cũng dự đoán tình hình rồi cũng đưa ra quyết định để mình có đủ cái lượng giống mà để mà mình cung cấp cho cái vụ hè thu các bạn. Thì trước tiên thì mình hợp đồng 20 hectare thì với giá chết là 7.300, thì đó là một trong những quyết định thì mình cũng nghĩ rằng là cũng táo bạo đó các bạn, giá cũng tương đối cao trong cái thời điểm mà trước khi mà xuống giống. Nhưng mà mình có một số thông tin về cái giá cả thị trường thì đối với lúa OM18 mà 54 51 thì có khả năng nó sẽ tăng giá trong cái vụ xuân tới, cho nên mình quyết định là hợp đồng giá cao để nông dân người ta làm với mình nha các bạn. OM18 mà cái vụ xuân này thì nó cũng cho năng suất cao các bạn. Năm nay nước nhiều thì mình nghĩ rằng là năng suất nó sẽ rất cao. Đất cầu chính thì rất bằng. Rồi thôi mình chào anh em các bạn.